Cách đây 41 năm, biến cố kinh hoàng 30 tháng 4 đã làm hàng trăm ngàn người Việt phải bỏ nước ra đi tìm tự do bằng đường biển và đường bộ. We were listed as the public enemy number one. We are the most dangerous elements of the new society. That is when mom decided that at any cost we must escape. Mom was carrying with us nothing but a little statue of Our Lady. July 1979, and there are now 400,000 refugees in Southeast Asia looking for a new home. Malcolm Fraser has a momentous decision to make. If he opens the doors, he not only risks the backlash of a deeply fearful nation, he will overturn an ideology that has barred Asians from Australia for more than 70 years. Ultimately, 70,000 will settle here during his time as Prime Minister. Dạ thưa, lúc đó thì tôi còn chưa có đủ lớn để mà có thể thấu hiểu hết được cái thảm họa to lớn đang sắp sửa đổ xuống đầu người dân Việt Nam nói riêng và Tổ quốc Việt Nam nói chung. Nhưng mà tôi cũng đã đủ lớn để hiểu là chúng tôi không có một cái chọn lựa nào khác hơn nữa là phải ra đi tìm tự do dù là có yêu quê hương cách mấy. Become the first Asian migrant to represent the Queen in South Australia when he's sworn in as governor in September. It's been a long and distinguished journey since Hugh Van Lay stepped off a boat in Darwin in 1977. Arriving here as a young refugee from Vietnam, I had nothing but an invisible suitcase filled with dreams. Mỗi khi mà tôi được vinh danh thì tôi luôn luôn tìm một cái cách khéo léo trong câu chuyện để nói cho họ biết. Nhà bình luận nổi tiếng George Will đã viết về những cống hiến vượt bậc của khoa học gia Dương Nguyệt Ánh trong lĩnh vực quốc phòng, và ông cảm ơn bà là đã trả hết món nợ cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cả vốn lẫn lời. Được một cái nhà bình luận lỗi lạc và nổi tiếng như ông George Will khen tặng thì nó quả là một cái hân hạnh rất là lớn cho tôi. Nhưng mà bên cạnh cái niềm vui là một nỗi ngậm ngùi. Như là ông George Will ông nói là tôi đã trả hết nợ cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, trả hết cả vốn lẫn lời. Nhưng mà còn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì sao? Tôi sẽ không có cơ hội để mà trả ơn họ nữa. Definitely low on diesel fuel, and we were rescued, I think, just in time. A U.S. Navy ship took them to America, where they settled in Virginia. Yeah, mom and dad taught us just to be grateful for everything. In fact, they use the boat trip and use that and tell us, you know what, we could have been dead, you know. So now that we're alive, make it worth something. Yeah, we're at sea for 5 days. You know, two pirate attacks at one stage. A pirate dangles a kid over the side of the boat, threatens to throw the kid into the ocean. Yeah. And at the last minute, spares his life and throws him back in, lets him live. And that's a good thing, because that kid is my little brother, Hua Do. Right. Who grew up to become the 2005 Young Australian of the Year. Yeah, for his work with streakers. Yeah, a German ship rocked up and rescued us. Yeah? When they left Vietnam, they didn't have anything with them. You know, that was a huge risk they had to take, and I couldn't even imagine myself doing it. But the family of nine survived that attack by the communist regime, and the refugee camps in Thailand, and the long wait to be accepted by Australia. Today, the family are reaping the rewards of hard work and study. Of the seven children, Tony's sister owns this Melbourne eatery. Another is a lawyer. There is a banker, a marketing specialist, a computer programmer, and Tony is a teacher and actor. Suốt 41 năm qua, thế hệ cha anh đã trải qua biết bao đau thương và gian khổ để xây dựng một tương lai tươi đẹp cho con cháu nơi xứ người. Trên 1.500 đại diện phong trào thiếu nhi thánh thể trên thế giới, trong cuộc triều yết với Đức Giáo Hoàng Francisco đã được nhắc nhở về trách nhiệm đối với quê hương và thế giới. Và Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đặc biệt nhắc nhở con có một tổ quốc Việt Nam.
Nhân tưởng niệm ngày 30 tháng 4 là người Công giáo Việt Nam, chúng ta nhớ đến tổ tiên ông bà đã dày công dựng nước và giữ nước, nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh đền nợ nước, nhớ đến các đồng bào đã nằm xuống trên đường tìm kiếm tự do, và nhớ đến những người đang tiếp tục tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền ở trong nước. Xin Chúa và Mẹ Maria che chở cho quê hương dấu yêu.